Màu hồng. Đây là màu hồng. Màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ thả hai viên kim cương màu hồng này vào cái túi kim cương màu hồng nha. Nào, tiếp theo. Đây các bạn, đây là màu tím. Và chúng ta lại thả hai viên kim cương màu tím này vào túi bi màu tím này và túi kim cương màu tím này. Màu vàng. Đây là hai viên kim cương màu vàng đẹp long lanh, thật là tuyệt vời. Ở đây, đây là túi kim cương màu vàng, thật là tuyệt vời. Các bạn thấy đẹp không? Túi kim cương rất đẹp màu vàng nha. Cất vào đây. Màu đỏ. Đây là viên kim cương màu đỏ. Và chúng ta lại để viên kim cương màu đỏ này vào túi kim cương màu đỏ nha. Đây là túi kim cương màu đỏ. Đẹp chưa? Long lanh. Màu đỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi với các màu sắc nữa. Chúng ta sẽ nhặt những viên kim cương và chúng ta sẽ đặt viên kim cương vào cái túi mà có cùng màu nha. Chà chà, một viên kim cương màu cam, hai viên kim cương màu cam ta nhặt này. Ta đặt viên kim cương màu cam này vào viên kim cương màu cam nha. Kim cương màu cam mới đẹp làm sao, long lanh. Các bạn xem ánh sáng của nó này. Màu xanh lá cây. Đây là viên kim cương màu xanh lá cây. Bên trong có lõi màu trắng này. Ui, thật là tuyệt vời. Long lanh. Ánh sáng nó rất là long lanh nha. Chà, chúng ta tìm một cái túi viên kim cương màu xanh lá cây nào. Đây rồi. Đẹp chưa? Thật là tuyệt vời.
màu xanh da trời, những viên kim cương màu xanh da trời mới đẹp làm sao. Long lanh. Là sẽ tìm một túi kim cương màu xanh da trời. Đây rồi. Túi kim cương màu xanh da trời đây rồi các bạn. Các bạn thấy có đẹp không? Đi long lanh, ánh sáng lung linh. Đường đầy nha, rất là nhiều kim cương. Màu xanh lá cây. Đây là 3 viên kim cương màu xanh lá cây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt vào túi kim cương màu xanh lá cây này. Chà chà. Ui, túi kim cương màu xanh lá cây đây rồi. Đẹp chưa nào? Đẹp chưa nào? Ui, thật là tuyệt vời. Vời, lung linh, đẹp long lanh. Đó, các bạn nhìn ánh sáng đi qua nó. Đó, tuyệt vời chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đặt vào một túi kim cương màu trắng nha. Đây, túi kim cương màu trắng đây rồi. Đây rồi, màu trắng đây. Đẹp chưa? Chà chà, vậy là chúng ta đã được xem tất cả các màu kim cương ở đây rồi đấy nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng trò chơi ở đây. Các bạn sẽ đăng ký để được xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Xin chào tạm biệt.